Bố già Al Pacino có con với bạn gái kém 53 tuổi. Nam diễn viên Al Pacino chuẩn bị lên chức bố ở độ tuổi 83. Trước đó, ông đã có 3 người con. Theo TMZ, bạn gái 29 tuổi của Al Pacino, Noor Anfala, đang mang thai 8 tháng đứa con đầu lòng. Tin đồn tình cảm giữa Pacino và Anfala dấy lên khi họ bị bắt gặp đi ăn tối thân mật vào tháng 4, 2022. Tuy nhiên, nguồn tin của Basic cho biết bộ đôi thực chất đã hẹn hò trước đó một thời gian. Pacino và nó bắt đầu gặp nhau trong đại dịch. Cô ấy chủ yếu hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi rất giàu có. Họ đã chung sống một thời gian và rất hợp nhau. Khoảng cách tuổi tác dường như không phải là vấn đề, mặc dù Pacino còn lớn tuổi hơn bố của cô ấy, người này tiết lộ. Trước khi hẹn hò Pacino, Anfala từng có tình cảm với nam rocker Mick Jagger hơn cô 52 tuổi hay tỷ phú Nicholas Bergruen hơn cô 32 tuổi. Sinh năm 1940, Al Pacino là một nam diễn nổi tiếng người Mỹ. Xuyên suốt sự nghiệp, ông từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng, AFI, BAFTA hay Emmy. Vai diễn để đời của Al Pacino phải kể đến Michael Collin trong bộ phim Bố Già Huyền Thoại. Cũng chính vai diễn này đã đưa tài tử lên hàng ngũ siêu sao Hollywood. Nam diễn viên 83 tuổi có con gái chung Julie, 33 tuổi, với Jen Tarrant, cũng như cặp song sinh Olivia, Anton, 22 tuổi, với Beverly D'Angelo. Bạn gái hiện tại của Al Pacino, Noor Anfala, sinh năm 1993 tại Coet và lớn lên ở California, Mỹ. Cô hiện là một nhà sản xuất truyền hình.